cháu nội ngoại của gia đình bà Thơm trong lễ hương nhang để vào thắp phần hương dân lễ viếng. Xin mời nghi lễ để đưa vào. Giờ phút này đây bà Ngô Thị Thơm không còn nữa, bà thắt đi để cho anh em con cháu vô cùng nghẹn ngào thương tiếc. Trước nhang án tuần hương tưởng liệm để cùng tăng gia quý khuyến chia buồn, trăm năm một rớt hoàng nương, từ đây gia đình mất một người thân vô quý. Rồi trở lại bàn tang, ông chồng uống nước và lo chung việc tang lễ của bà hôm nay được chu đáo, ban tổ chức lễ tang cùng gia đình trân trọng cảm ơn. Thank you.
xin bày nghi lễ của chị Trường Trung Em Mẹ Thọ và cô Ba sở nghi lễ để vào pháp phẩm hư cho lên tiếng. Xin bày nghi lễ để đi vào.
sống của mẹ tôi, để mình tôi thương khóc cho người. Khi ra đi